Ở đây thì tại vì các di tích ở đây không có ghi, vẫn còn thiếu rất nhiều các bảng ký hiệu giới thiệu để trước cửa. Cái này mình không biết là cái gì, nhưng mà theo cái cách bài trí này thì chuông gió, chuông gió rất là nhiều. Các bạn thấy chuông gió treo rất là nhiều. Thì có vẻ như là thái miếu. Trong gió. Tất cả các cửa đều có chuông gió. Ở đây cũng cấm quay phim chụp hình nên là mình quay qua nha. Bên ngoài miếu này là nơi điện thờ các vua. Ở trong đây không được quay phim truyền hình nên mình không quay được. Hôm nay tất cả người chùa trên nơi thờ cúng tâm linh của Việt Nam để có nghề Việt Nam đó. Ngày ở đây thì để nghe có đồng là để ở trong các lên hương rất là lớn, rất là to. Đây là khu cửu đình các bạn, gồm 17 cái đình nước nổi. Cửu đình à, cửu đình đây là cái lư hương này các bạn, đỉnh lư hương đây rất là to. Mỗi cái đỉnh này có những hoa văn họa tiết riêng.